Xin chào các bạn, mình là Khánh Vy và các bạn đang theo dõi Vy OK. Trong tập này chúng ta sẽ tìm hiểu 30 câu tiếng Anh giao tiếp giúp các bạn giao tiếp tiếng Anh tự tin hơn và hiệu quả hơn. 3, 2, 1, let's get started! Ở những video trước thì khi chào hỏi chúng ta đã có những cái câu cơ bản như kiểu là Hi, hello, good morning, good afternoon everyone. Ngoài ra chúng ta có thể hay nói là Hey, what's up? Hey, how's it going? How have you been? Kiểu long time no see, V, how have you been? Hoặc là đơn giản là Hi, how are you? Ngoài ra còn có một câu nữa đó là câu What's going on? What's going on này có thể hiểu theo hai nghĩa. Nghĩa thứ nhất là kiểu chào hỏi luôn, what's going on? Ví dụ như what's going on everybody? You all have a good weekend? Hoặc là hey anh Cương, what's going on? Not much V, how have you been? Ngoài ra nghĩa thứ hai của what's going on có nghĩa là ê, chuyện gì đang xảy ra thế nhở? Chuyện gì đây? Ví dụ như là mẹ gọi điện xong mẹ bảo là ui sao mà ồn ào thế con, chuyện gì đang xảy ra đây? What's all the noise? What's going on? Oh, we're having a little party, mom. Ngoài ra còn có một câu là What the heck is going on? Nó kiểu chuyện quái gì đang xảy ra này. Kiểu bạn đi từ đâu tới bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. What the heck is going on? What's going on? Câu tiếp theo, It's great to finally meet you in person. It's great to finally meet you in person. Câu này sẽ được dùng khi mà chúng ta đã nói chuyện với một người trên mạng rồi, đã quen biết sơ sơ ở trên mạng rồi, nhưng mà chưa bao giờ gặp nhau thì bây giờ mới được gặp. It's great to finally meet you in person. Bây giờ mới được gặp cậu ở ngoài vui ghê. Rồi sau đó thì chúng ta cũng muốn khen họ một chút xíu hay nói cái gì đó, thì có thể nói là I've heard so much about you. I've heard so much about you. Tức là tớ nghe kể về cậu nhiều lắm rồi. Thì cách để chúng ta phản hồi lại câu đấy thì có thể nói là Oh, that's nice to hear. Thank you. That's nice to hear. Thank you. Hoặc là only good things I hope. Ví dụ như I've heard so much about you. Only good things I hope. Thank you. Và khi gặp lại một người mà chúng ta đã gặp rồi và chào hỏi thì chúng ta có thể nói là It's good to see you again. It's great to see you again. Nice to see you again, V. Đó. Và có một cái rất phổ biến nữa là khi đang nói chuyện ấy, chúng ta sẽ nói trông ai đến kìa. Look who it is. Look who it is. Ví dụ như look who it is. You look gorgeous today, Jenny. Đó. Rồi còn có một cụm nữa đó là speak of the devil. Speak of the devil. Để mình search lại cái từ devil xem mình phát âm còn đúng không nhá. Devil. Devil. Speak of the devil. Speak of the devil có nghĩa là thiêng ghê, mới nói phát xuất hiện luôn. Ví dụ như she hasn't come yet. Oh, speak of the devil. Here she is. Ví dụ khi chúng ta đang nói chuyện với nhiều người về một người khác và người ấy xuất hiện kiểu Wow, he had an amazing performance. Oh, speak of the devil, we were just talking about you. Speak of the devil. Cụm tiếp theo là cụm off the top of my head. Off the top of my head. Chắc là nhiều bạn biết cụm này rồi đúng không? Đây là một cụm mà mình rất là hay sử dụng. Tức là khi mà chúng ta đang tập trung làm một cái gì đó và bỗng dưng có một người hỏi chúng ta một câu hỏi và kiểu mình trả lời luôn mà mình cũng không suy nghĩ, nghĩ ngợi nhiều. Cũng kiểu mình nhớ măng máng này, cũng không chính xác đâu. Nhớ măng máng thế. Ví dụ đang ngồi tập trung làm bài, sẽ có người hỏi Hey, how many students are there in your school? Off the top of my head, I would say about 1,000. Hoặc là there's a really great Vietnamese restaurant. I can't think of the name off the top of my head. Hoặc bỗng dưng, có người hỏi Hey, how old is anh Cường? I don't know off the top of my head. Off the top of my head. Câu tiếp theo đó là What do you think? Hoặc là How do you feel? What do you think about that? How do you feel about that? Trong cuộc hội thoại thì chúng ta sẽ rất nhiều lần hỏi ý kiến của người khác. Bạn thấy như thế nào? Cậu nghĩ như thế nào? Mẹ nghĩ như thế nào? Anh nghĩ như thế nào? Em nghĩ như thế nào? Đúng không? Ngày trước thì mình rất hay nói là How do you think about that? Nghe nó hơi sai sai. Nên là các bạn nhớ nhá. What do you think? Hoặc là how do you feel? Ví dụ như là I'm gonna change my style. What do you think? I think it's pretty good for you. Hoặc có một người hỏi cái gì đó thì mình sẽ nói kiểu I don't know. What do you think? Mình không biết nữa. Cậu nghĩ như nào? What do you think? How do you feel? Câu tiếp theo đó là câu Where were we? Ôi ôi, cái này khó đọc quá. Tức là khi mà chúng ta đang nói chuyện cái gì đó nhưng bỗng dưng mình ra đi vệ sinh, mình làm một việc gì đó xong mình quay lại, mình nói là lúc nãy đang nói đến đâu rồi nhở? Lúc nãy cô dạy đến đâu rồi nhở? Lúc nãy chúng ta đang học đến đâu rồi nhở? Where were we? Chúng ta đang ở đâu rồi? Ví dụ như là Hey, where were we?
Oh, we were talking about Blackpink. Và trong trường hợp này thì chúng ta cũng có thể nói là so, anyway, getting back to my story. Getting back to my story. Tức là, mà thôi, để kiểu tiếp chuyện nào. Mà thôi, để quay trở lại với chuyện của mình nào. Mà thôi, để quay trở lại với câu chuyện mình đang kể nào. So, anyway, getting back to my story. I really like Blackpink. Một câu nữa đó là sure, that would be great. Sure, that would be great. Tức là ok, thế thì tốt quá. Ví dụ như là I'll pick you up at 8, okay? Sure, that would be great. Câu tiếp theo một câu cũng khá là phổ biến, tức là khi mà bận rộn quá, có quá nhiều việc để làm thì chúng ta có thể nói là I have a lot on my plate. I've got a lot on my plate. Quá nhiều vấn đề, quá nhiều việc phải giải quyết. Ví dụ, hey V, how have you been? Ah, I've got a lot on my plate. Especially with 2 exams starting this week. I've got a lot on my plate. Cụm tiếp theo, at the end of the day. At the end of the day có nghĩa là chốt lại thì đến cuối ngày thì quan trọng nhất vẫn là mấu chốt là kiểu đấy, at the end of the day. Ví dụ như là at the end of the day, what matters most is that we are all together. Hoặc là yeah, sure, I will listen to what she has to say, but at the end of the day, it's still my decision. Câu tiếp theo đó là you've got to be kidding me. Are you kidding me? You've got to be kidding me. Tức là hey, đang lừa đúng không? Đang đùa đúng không? Nó phải thật chả tin. You've got to be kidding me. Ví dụ, hey, tao chuẩn bị chuyển ra nước ngoài ở đấy. You've got to be kidding me. You've got to be kidding me. Câu tiếp theo đó là keep it up. Keep it up có nghĩa là tiếp tục phát huy nhá. You are doing very well. Keep it up. Keep it up. Còn nếu như mà kiểu thôi chịu khó nhá, đừng bỏ cuộc nhá, thì chúng ta sẽ nói là hang in there. Hang in there. Ví dụ như là work can be tough in the middle of a term, but hang in there. It's gonna be alright. Hoặc là hang in there babe, you'll be right. You'll be right có nghĩa là you'll be okay. It's gonna be alright. Hang in there. Cụm tiếp theo đó là oh, by the way. Nếu mà dịch ra tiếng Việt luôn ấy thì sẽ kiểu là mà oh, by the way, tức là đang nói chuyện về một vấn đề gì đó nhưng mà bỗng dưng đang nhớ tới chuyện khác nên là tiện thể nói luôn. Oh, by the way. Ví dụ như là I think we're done. Oh, by the way, what time is it? It's 4:30. Tức kiểu xong rồi đấy. Mà mấy giờ rồi nhỉ? By the way, what time is it? Hoặc ví dụ như là I really like him. Oh, by the way, did I tell you about Jenny? Hoặc là oh, by the way, my name is V. Nice to meet you. By the way. Cục tiếp theo đó là it's no big deal. It's no big deal. Tức là không có vấn đề gì hết, không thành vấn đề. No worries. It's okay. Ví dụ như là oh, I forgot to bring you the jacket. Huh, it's no big deal. Everybody forgets things sometimes. It's no big deal. Hoặc là I would like to work out today, but if I can't, it's no big deal. It's no big deal. Và khi mà chúng ta ở trong một cuộc hội thoại và chúng ta nghĩ là ok bây giờ phải dừng nói chuyện thôi, bây giờ phải quay trở lại làm việc, phải đi làm thôi, thì chúng ta có thể từ tốn lịch sự nói như này. Anyway, I should get back to work. I should get back to work. I should get back to work. Tức là chắc bây giờ phải quay trở lại làm việc rồi. Anyway, I should get back to work. Yeah, me too. See you later. Hoặc là chúng ta có thể nói là I gotta run. Gotta run cũng có nghĩa là gotta go, là mình phải đi đây. Ví dụ như là it was nice talking to you, but I gotta run. Yeah, it's no problem. Have a good one. You too. Bye. Và trong cuộc hội thoại thì chúng ta sẽ rất hay phải nói đồng ý hay không đồng ý với một ai đó, với một vấn đề gì đó. Với đồng ý thì kiểu đồng ý đấy, chuẩn đấy, thì sẽ có những cách nói như kiểu là yes, absolutely. Yes, absolutely. Hoặc là I agree. I completely agree with you. I couldn't agree more. Đồng ý hai tay hai chân. I agree. Còn với không đồng ý thì sao? Thì chúng ta có thể lịch sự nói là actually I don't quite agree with you. Hoặc là I'm sorry but I disagree with you about this. Và chúng ta đừng nói là disagreeing hoặc là agreeing, bởi vì kiểu cái này mà nói thế nó trông hơi sai sai. Chỉ nói là agree hoặc là disagree thôi. Ví dụ như là body shaming is not a problem. I'm sorry, but I completely disagree with you about this. Agree, disagree. Cụm tiếp theo đó là see eye to eye. See eye to eye có nghĩa là đồng tình quan điểm với một cái gì đó. Còn not see eye to eye tức là hơi bất đồng quan điểm một chút xíu. Ví dụ như là we don't see eye to eye on some issues. Tức là có một vài vấn đề thì chúng tôi cũng không được đồng tình quan điểm cho lắm.
hoặc là I don't always see eye to eye with her. Tức là mình với cô ấy thì cũng không phải khi nào cũng kiểu đồng tình quan điểm, hơi bất đồng một chút xíu về quan điểm, về ý kiến. Cụm cuối cùng trong ngày hôm nay đó là take it easy. Take it easy nghĩa đầu tiên có nghĩa là bình tĩnh đã nào, cứ bình tĩnh đã. Ví dụ như hey, take it easy and tell us what happened. Take it easy. Và trong tiếng Anh Mỹ thì take it easy cũng có nghĩa là chào tạm biệt. Take it easy guys, I'll see you soon. Goodbye. Cảm ơn mọi người đã theo dõi tập này của VideoCast nha. Hẹn gặp lại mọi người. Take it easy guys, I'll see you soon.